nữ họa sĩ Thu Trần cho rằng vẽ trước hết là để thỏa mãn chính mình. Vì vậy, chị luôn vẽ những thứ mình muốn, đi đường mình đã chọn. Con đường lúc đầu có vẻ gập ghềnh cô đơn, và rồi thì giờ đã được nhiều người đồng cảm. Sinh ra và lớn lên ở vùng núi cao Sơn La, với một họa sĩ và là giảng viên mỹ thuật, với Thu Trần, việc vẽ và nhuộm lên vải lụa là một nhu cầu tự nhiên, như một cô gái miền cao tiếp tục làm việc mà mẹ và bà đã làm. Họa sĩ Lý Trực Sơn nhận xét, hội họa giúp chị tự do và có nhiều giải pháp cho việc vẽ và nhuộm vải. Vẽ và nhuộm vải lại mở ra cho chị con đường rộng hơn ở hội họa. Vải và tranh khác nhau nhưng nương nhau mà thành vải tơ mang muôn vàn màu sắc, hình nét mà hài hòa trong nhịp điệu tạo hình. Khi được nhà thiết kế thời trang sử dụng, hội họa đi vào đời sống. Trang phục mang trong nó tính tạo hình là một hiện tượng mới ở Việt Nam, được hứa hẹn một tương lai nở rộ. Tinh thần hội họa trên vải tơ, đến lượt nó tạo ra cảm hứng cho tranh của Trần Thị Thu. Kinh nghiệm trong thao tác vẽ và nhuộm vải tơ cung cấp cho hội họa của chị những ý tưởng đặc sắc và riêng tư.